Thời gian qua, ngành công thương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống tác hại của thuốc lá tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu và chấp hành luật phòng chống tác hại thuốc lá. Thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Công Thương đã đưa nội dung này vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan theo quy định bộ cũng đã đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ công chức viên chức và người lao động để các quy định pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá đi vào hoạt động ngành công thương đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá như tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao trong công nhân viên chức lao động triển khai hệ thống bảng khẩu hiệu tuyên truyền tại nơi làm việc nơi sản xuất tổ chức các hoạt động tập huấn hội nghị, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể tổ chức cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Nhờ sự vào cuộc tích cực của công chức viên chức và người lao động ngành công thương, có được thông tin đầy đủ về tác dụng của việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, giúp cán bộ, đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức về tác hại thuốc lá, giảm tỷ lệ người hút thuốc lá, hạn chế phát sinh người hút thuốc mới, bảo đảm quyền lợi của người lao động là được sống và làm việc trong môi trường không khói thuốc để giảm thiểu hơn nữa tỷ lệ người hút thuốc lá thời gian tới ngành công thương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá trong công nhân viên chức và người lao động về lợi ích xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc vì sức khỏe của chính người lao động và cộng đồng đồng thời gắn việc thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá với tiêu chí thi đua của từng cá nhân hàng năm xét tiêu chí xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa tích cực kiểm tra giám sát thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc lá tại các đơn vị